Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày nhâm Tý, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, tang đầu mộc, ngày nhâm tý tức can chi tương đồng, thuộc thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tang đầu mộc, kỷ tuổi, bính ngọ, canh ngọ, ngày thuộc hành mộc, khác với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Giáp Ngọ, canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú tốt mọi việc nhất là xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa đặt giường sao minh tinh tốt mọi việc sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch sao phổ họ hay còn gọi là hội họ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi xuất hành sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao thiên thủy tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao thiên ngục xấu mọi việc sao thiên hỏa xấu về lập nhà cửa sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự, sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao phi ma sát, tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao ngũ quỷ, kỵ xuất hành, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tử tí á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử tí đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh cho nên với bạn tử tí sẽ có thể nhận được khoản tiền lớn nhờ công sức của mình bỏ ra. Trong ngày này với bạn tử tí đường tài chính được vững vàng, cái điều này làm cho bạn tử tí không cần phải có lo lắng có thể tiêu xài thoải mái nữa. Tuy nhiên với bạn tử tí trong ngày thứ năm này bạn mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, đừng thấy tiền trong tay là thích gì mua nấy, gặp gì hay ho cũng rút ví tiền ra. bạn cần phải biết tiết kiệm cho tương lai, phòng hờ khi có chuyện bất trắc xảy ra nữa bạn tuổi tý nhé. trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tý bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý sức khỏe của bạn đang không được tốt cho lắm và bạn tuổi Tý dễ gặp phải vấn đề về thận nếu có tiền sử về bệnh này thì bạn nên chú ý theo dõi những biến đổi của cơ thể tránh cái chuyện đáng tiếc xảy ra với mình nữa bạn tuổi Tý nhé trong ngày này đối với bạn tuổi Tý xuất hành đi xa thì có quý nhân phù trợ buôn bán gặp thời buôn may bán đắt mọi việc đều tốt cầu tài lộc đều có nửa bạn tuổi tí nhé. Về tử vi tuổi giáp Tý thuộc kim, sức khỏe suy giảm, tử vi tuổi bính Tý thuộc thủy, tiền bạc dồi dào, tử vi tuổi mậu Tý thuộc hỏa, thu nhập vững vàng, tử vi tuổi canh Tý thuộc thổ, chẳng lo về tiền bạc, tử vi tuổi nhâm Tý thuộc mộc, thận khí suy yếu. Về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ, Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang được lục hợp quý nhân ở bên trợ giúp cho bạn trong cái chuyện tình cảm cho nên bạn có được cái sự hanh thông thuận lợi nhiều hơn rất nhiều với bạn tuổi Sửu bạn biết đâu là người mình yêu bớt đi những cái quãng đường lòng vòng với mình nữa. Và với bạn tuổi Sửu chỉ là sự tự tin trong bản mệnh không được nhiều nên chưa đủ can đảm để thổ lộ, nhưng cũng không hề gì bởi bạn đã có được quý nhân giúp đỡ, bạn tuổi Sửu sẽ lấy lại được dũng khí để giành lấy lại người mình yêu nữa. Và trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi Sửu đang có điểm báo phá tài đến gần, bản mệnh có thể sẽ tiêu xài về tiền bạc quá phung phí cho những cái sở thích cá nhân, cũng có thể tốn bọ tiền vì cái khoản tính phí khổng lồ nữa nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tiền bạc tổn hao, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tình yêu gõ cửa, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, cần tự tin hơn. Tử vi tuổi tân xỉu, thuộc thổ, dễ mất tiền của. Tử vi tuổi quý xỉu, thuộc mộc, chuyện tình, thăng hoa. Về đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 Ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần sẽ không được tốt cho lắm khi bị tiểu nhân ra sức hãm hại bạn trong ngày chuyện thị phi bủa vây khiến cho bạn tuổi dần không khỏi mệt mỏi nữa đối với bạn tuổi dần nhé và bạn tuổi dần bản mệnh có thể sẽ đánh mất đi cái vị trí của mình vất vả bao lâu nay mới cố được chỉ vì lơ đễnh thiếu cảnh giác trước kẻ xấu bụng bạn tuổi dần, bạn cần phải kiểm tra lại công việc của mình, chớ nên để xảy ra sai sót nghiêm trọng trong ngày nhé. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, may là cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có thủy dượng chua mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp, chuyện tình cảm được thăng hoa rực rỡ với bạn tuổi dần đã tìm được đúng người, đúng thời điểm. Và bạn tuổi dần, bạn mệnh có thể cân nhắc đến việc quyết định tiếp theo khi mối quan hệ tiến triển nhanh chóng vượt mức mong đợi nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, tình yêu cháy bỏng, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, tiểu nhân quấy phá, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, dễ gặp chuyện xui, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, công việc bất ổn, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, tình duyên như ý, về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu, cho nên với bạn tuổi Mão đang có điểm báo con đường tình duyên của bạn trắc trở nhiều phần với bạn tuổi mão trong ngày buồn nhiều hơn vui bạn cố gắng để thoát khỏi bóng ma quá khứ nhưng vẫn bị trối chân ở lại. Và bạn tuổi mão, bạn cần phải tìm cách để tháo gỡ những nút thắt ở trong lòng thì mới mong được thanh thản, có nhiều chuyện tưởng chừng như thời gian sẽ trôn vùi. Nhưng chỉ cần bản thân mình chưa buông bỏ thì chẳng có cách nào quên được nữa bạn tuổi mão nhé. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão may mắn cho cái vận trình của bạn là đa gặp được ngày có chính quan hợp sức cái điều này cho thấy với bạn tuổi mão bạn dành nhiều thời gian cho công việc hơn bạn có thể sẽ nhận được lời đề nghị của cấp trên để nhận trách nhiệm lớn hơn và đừng có ngần ngại hãy tự tin và tập trung để làm việc để cho công việc của mình được tốt hơn nữa bạn tuổi mão nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình duyên trắc trở tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa Tình cảm không thay đổi, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, công việc tiến trình tốt, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc được trao cho cơ hội, tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim cần phải biết cân đối thời gian. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1 số 9, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn cho nên với bạn tử thìn đang có được báo hiệu tin vui về con đường tình cảm cho bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tử thìn bạn sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc của đời mình ở nơi rất tình cờ nữa nhé. Và với bà tử Thìn, bạn đừng có bao giờ mất lòng tin vào duyên phận, bạn có thể sẽ nhận thấy trái tim mình rung lên dữ dội khi chị mới gặp người ấy lần đầu tiên, thậm chí còn chưa một lời chào hỏi, nói chuyện cũng đã thấy rung động rồi đó bà Tử Thìn nhé. Nhưng trong ngày thứ năm này đối với bà Tử Thìn, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bà Tử Thìn con đường sự nghiệp của bạn lại đang đi xuống với cái sự độc đoán của chính mình gây ra và bạn tự thìn bạn đừng có nghĩ rằng mình lúc nào cũng là đúng mà chủ quan cho rằng mình không bao giờ mắc sai lầm bỏ ngoài tai những lời khuyên lời góp ý của người khác nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ công việc bất ổn, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, đào hoa nở rộ, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, cố chấp mắc sai lầm, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, cần biết cách lắng nghe. Về đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ cái điều này sẽ mở thêm con đường tín cho bạn tuổi tỵ trước những khó khăn hiện tại trong công việc với bạn tuổi tỵ bạn hãy phát huy hết mình đừng để cho cơ hội vụt qua nhé trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tỵ, sự sáng tạo của bạn sẽ dẫn dắt bạn tới thành công. Bạn đừng có ngại mở lối đi mới cho mình. Có thể sẽ có gian nan, có mạo hiểm, nhưng không thể không dấn thân. Nếu không sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ đó bà tử Tỵ nhé. Ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tỵ, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với thủy cho nên đang có những vấn đề không được giải quyết nhanh chóng khiến cho cái mối quan hệ gia đình của bạn tử tỵ rơi vào bế tắc đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự nhiều hơn với nhau nữa nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc Hỏa, công danh phát đạt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tình cảm mau thuẫn tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cần dành thời gian cho gia đình. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, đừng để cơ hội vụt qua. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, nên biết mình, biết ta. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi sửu tuổi thân từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu, cho nên cái con đường tình duyên của bạn không được thuận lợi cho lắm. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì đang đặt ra quá nhiều cái tiêu chuẩn đối với một nửa của đời mình. Đối với các cặp đôi, các bạn đang không có thời gian đủ để dành cho tình yêu, sự tự do ai cũng yêu thích nhưng khi đã có nơi có chốn thì ít nhất cũng cần phải có trách nhiệm quan tâm tới gia đình nhỏ của mình nữa bạn tuổi ngọ nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ, may mắn là bạn đang gặp được ngày có chính ấn ở bên cho nên những nỗ lực của bạn tuổi ngọa cuối cùng cũng được đền đáp và với bạn tuổi ngọ sẽ có được cơ hội thăng quan tín chức, có được vị trí phù hợp với cái năng lực của mình hiện tại nữa rồi nhé. Vậy tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tình cảm bất thuận, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy công danh thăng tín, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa biết hiểu cho nhau, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ cần bao dung hơn, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nỗ lực để thành công. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này bạn đang cảm thấy bất an ở trong lòng và ngày này đối với bà tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày ngộ hành tí mùi tương hại cho nên với bạn tuổi mùi bạn tốt với người khác nhưng chưa chắc Đối phương đã đáp trả lại tương tự, thậm chí còn cố kế hoạch để hãm hại bạn nữa bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn mệnh nên xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình, trong chuyện tình cảm thì cũng cần phải tỉnh táo, đừng có để mình bị người khác lừa gạt, mù quáng đi theo con đường sai lầm, càng bước càng sai nữa. Bên cạnh đó, trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy con đường tài lộc của bạn tuổi mùi ngày càng bị xa sút và bạn mệnh tuổi mùi rất dễ tin người trao tiền bạc vào nơi không đáng tin đến khi mất về tiền của mới nhận ra thì đã muộn mất rồi bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, tiền bạc tổn hao, từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, tình cảm sai trái, từ vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa, dễ bị lừa gạt, từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ, mù quáng tin người, từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc, mắc nhiều sai lầm. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân Chúa chúng ta thấy là ngày này với bạn tuổi thân đang có được báo hiệu sẽ gặt hái được nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp phù trợ. Cho nên, cái vận quý nhân dẫn đường trị lối, những mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm dần được tháo gỡ bạn tuổi thân nhé. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi thân, bạn đang có được báo hiệu cái nguồn thu nhập của mình sẽ tăng một cách chóng mặt khi mà bạn đang có được thực thần xuất hiện trong cái vận trình tài lộc của mình. Với bạn tuổi thân, bạn là người biết làm ăn và khéo léo trong cách ăn nối. Cái điều này khiến cho đối phương phải rút tiền ra mua hàng hay là bị yếu thế hơn so với bạn trong những cái công việc hợp tác làm ăn nữa. Và với bạn tuổi thân, bạn mệnh có thể sẽ gặp khó khăn trong những lần đầu. Nhưng với lần này, bạn đã kiểm soát được cảm xúc của mình, biết nắm bắt thời cơ, thuận lợi tăng cao, cũng không làm cho bạn mất bình tĩnh nữa nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn đang có được báo hiệu rất tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, và ký kết hợp đồng nữa. Ngày này, với bà tử thân đang có được lộc khố thiêu chân, cho nên có được cái nguồn tài lộc rất chi là tốt luôn. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tiền bạc rụng rỉnh, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, tình duyên thăng cấp, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, đào hoa dẫn đường, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, có được tình yêu, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, làm ăn phát đạt. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo Dậu, cho nên bạn đang có cái điểm báo cái chuyện tình cảm gia đình dễ bị phá vỡ bởi sự lạnh lùng và thiếu đi cái sự quan tâm. Và với bà tử dậu, bạn cần được yêu thương nhưng đối phương lại có vẻ thở ơ, chẳng hề suy nghĩ gì đến những cái điều bạn mong muốn nữa. Và trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tử dậu, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tử dậu, quản thể hiện sự bất mãn trong công việc của mình ngày hôm nay. Bạn mệnh cho rằng mình sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn với thành tích mà mình đạt được nhưng hóa ra bạn lại không được như ý muốn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dậu, tinh thần làm việc của bạn có phần trì trệ và bạn rất dễ mắc phải nhiều sai lầm chí mạng, khiến cho những cái cố gắng từ trước tới giờ của bạn trở thành mây khối và bạn cũng đừng có trách người khác, hãy tự trách chính bản thân mình trước đã bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, cái việc cầu tài lộc khai trương xuất hành sẽ không được thuận lợi. Vì vậy, nếu như bạn đang có dự định thực hiện những cái công việc trọng đại thì bạn nên hoãn vào cái dịp khác sẽ được tốt hơn bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, công việc khó khăn, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, tình cảm không thành, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, dễ gặp thất bại, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, sai lầm nối tiếp nhau từ vi tuổi quý dậu thuộc kim nhân duyên chưa tới Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhất phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi thìn Từ vi tuổi tuốt thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuốt Bạn đang có được báo hiệu cách vận trình công việc của mình diễn ra rất chi là thuận lợi Và với bạn tuổi tuốt đang có được nhiều cơ hội để thăng tín Bạn có được sự quyết đoán và dứt khoát cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất nắm bắt được nhiều cơ hội trong ngày nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tử Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Đôi bên dễ nảy sinh tranh cãi do những chuyện vụn vặt hàng ngày. Và với bà tuổi tuất có thể đang hiểu lầm cái điều gì đó ở đối phương. Bạn hãy thử ngồi lại trò chuyện cùng nhau bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tuất á, những bạn đang còn độc thân thì cảm thấy bế tắc trong việc tìm kiếm cái mối quan hệ mới. Bạn đang còn nặng lòng với cuộc tình đã qua, chẳng thể thoát khỏi những bóng ma quá khứ. Cái điều này khiến cho việc bắt đầu mối quan hệ với bạn trở nên khó khăn hơn rất chi là nhiều nữa bạn tuổi Tuất nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa tình cảm bị ngăn cách, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, quyết đoán, rất khoát, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, công việc tấn tới, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, tình duyên trắc trở, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, tự làm khổ mình. Vài đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi đang gặp được ngày hợi tí tương hội cho nên với bạn tuổi hợi rất có thể sẽ tìm được những nguồn cảm hứng mới trong cái chuyện tình cảm của chính mình và với bạn tuổi hợi bạn không còn ngại ngần với việc đó bởi đối phương hoàn toàn đồng cảm với bạn nữa rồi bạn mệnh tuổi hợi trong ngày thứ năm này cũng sẽ có thêm nguồn thu nhập đến từ nghề tay trái của mình. Bên cạnh đó, thiên tài trợ mệnh, cái điều này giúp cho con đường tài lộc của bạn rất chi là hanh thông, rộng mở và với bạn tuổi hợi dễ dàng kiếm được thêm nguồn thu nhập. Chỉ cần chịu khó và sắp xếp thời gian là có thể kiếm được tiền bạn tuổi hợi nhé. Và với tuổi hời, bà tuổi hợi, tiền bạc không cần quá nhiều, nhưng vẫn cần quá đủ với bạn bạn biết được điều đó nên khi có thể thì nỗ lực để kiếm tiền bạn dự định làm nhiều việc vào cuối tuần rảnh rỗi vậy thì trong tuần phải cần cố gắng hơn nữa bạn tuổi hợi nhé ngày này đối với bạn tuổi hợi bạn đang có được tin báo tốt lành niềm vui đến gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi không cần phải lo lắng có được lộc khố thiêu chân tài lộc đổ về nhà nữa bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tiền bạc rụng rỉnh tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm thăng hoa tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có người thấu hiểu tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đỏ tình đỏ tiền tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nhanh chóng thành công về đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, năm sao, con số may mắn, số 5, số 9, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh để ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.